Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy quần vương Herod nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại, còn kẻ khác lại nói ông Elia đã hiện ra, kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những việc như thế, và vua tìm cách gặp người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết được trong cuộc sống hằng ngày có biết bao nhiêu điều làm cho con người lẫn lộn, không phân biệt được đúng sai giữa sự thật và sự dối trá, giữa người lương thiện và kẻ ác nhân. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tác giả sách giảng viên tập trung trong các lẫn lộn về cuộc đời và đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Tác giả sách giảng viên mở đầu bằng cách nhận xét của ông về cuộc đời, phù vân của mọi phù vân, phù vân của mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lời lộc gì khi con người phải chịu đựng những gian lao vất vả dưới ánh mặt trời. Thế hệ này qua đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Và ông đã khám phá ra chân lý mọi sự đều hư ảo, nhưng vẫn có thứ trường tồn. Và khi nêu lên những điều ấy, tác giả sách giảng viên có mục đích giúp mỗi người chúng ta dừng lại để đặt câu hỏi cho những gì chúng ta đang theo đuổi. Câu hỏi tối quan trọng cho mọi người: đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc đời? Còn trong bài phúc âm tường thuật những lẫn lộn của nhiều người và của tiểu vương Herode về Chúa Giêsu. Tiểu vương Herode nghe những người khác nói về Chúa Giêsu, là tiểu vương của một vùng Galilê nơi mà Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ và dùng thời gian của Ngài trong 3 năm để rao giảng tin mừng. Chắc chắn ông đã nghe những lời đồn thổi rất nhiều về Chúa Giêsu. Tất cả mọi người đều nghĩ Chúa Giêsu là một con người đặc biệt, nhưng không ai nghĩ Ngài là Emmanuel, là Thiên Chúa từ trời xuống để ở với con người. Khi nghe người ta đồn về Chúa Giêsu, tiểu vương Herode đã băn khoăn suy nghĩ về Chúa Giêsu. Ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy ông này là ai? Nếu quả là Gioan từ cõi chết sống lại thì tiểu vương Herode có lý do để sợ Gioan báo thù. Sau đó ông đã tìm cách
gặp Đức Giêsu để tìm hiểu về Ngài. Và trong Tin Mừng chúng ta biết được trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, khi Tổng trấn Phi-la-tô biết Chúa Giêsu là người Galilê, ông liền cho áp giải đến với tiểu vương Hê-rô-đê lúc đó đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Và chúng ta biết câu chuyện như thế nào. Hê-rô-đê đã hỏi Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa không trả lời. Và cuối cùng ông đã khoác một chiếc áo đỏ cho Chúa Giêsu, chỉ là người dại dột không biết gì cả. Có cho dù mà tiểu vương Hê-rô-đê gặp được Chúa ở nơi vinh quang tổng trấn Phi-la-tô, ông vẫn không nhận ra Chúa là ai. Vì ông sống và hành động hoàn toàn theo tính xác thịt của con người. Ông khác với Thánh Phê-rô là người được Thiên Chúa soi sáng cho biết đích thực Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta những điều rất cần thiết cho đời sống đức tin. Trước hết, để biết nhìn đúng và tránh được những lẫn lộn, chúng ta chỉ nhìn ở bên ngoài. Trái lại, lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta đừng có nhìn hời hợt ở bên ngoài, trái lại phải tìm hiểu cho đến nơi, đến chốn. Nhất là tìm hiểu về câu hỏi ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Và chúng ta phải tự mình tìm hiểu về Chúa và rút ra kết luận, chứ không nghe người khác. Giống như tiểu vương Hê-rô-đê. Bởi vì không ai có thể khám phá khuôn mặt của Chúa thay cho chúng ta được. Chính mỗi người phải tự khám phá trong suốt cả cuộc đời chúng ta. Kể đến, tất cả mọi sự trên đời đều là phù vân. Chỉ có một điều bền vững muôn đời, đó là Thiên Chúa. Chỉ có một nguồn sự thật đã được mặc khải qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy xác tín rằng khi có Chúa ở cùng, mọi việc sẽ tốt đẹp. Ngoài Chúa, tất cả là hư vô, là phù vân trên mọi phù vân. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phân vân là một trong những trạng thái tâm lý của con người. Khi ta lo lắng, bất an trước một việc ta đã làm, hay một câu nói, một hành động của ai đó khiến ta phân vân. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống này khiến chúng ta phân vân đến mất ăn mất ngủ. Hê-rô-đê trong bài Tin Mừng hôm nay cũng phân vân. Phân vân về một Giê-xu mà ông nghe nói đang làm phép lạ, lại càng phân vân nhiều hơn khi nghe đồn đó là Gioan Tẩy Giả sống lại, người mà ông đã ra lệnh chém đầu chỉ vì dám vạch trần thói xấu của mình. Phân vân lo lắng bất an nên ông muốn tìm hiểu xem cái ông Giê-xu này thực sự là ai. Chính vì thế mà ông tìm cách để gặp người. Và thực sự, khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc khổ nan thì vua đã gặp được Chúa. Nhưng đó chỉ là cái gặp về thể lý, nhưng tâm hồn
trái tim của vua thì vẫn mãi xa Chúa, vì lòng vua không hướng về Chúa mà lại hướng về cái tôi tò mò ích kỷ của mình. Đây có lẽ là điều mà rất nhiều người trong chúng ta vướng phải. Cuộc đời theo Chúa có biết bao nhiêu lần phân vân, nhiều lắm. Phân vân trong sự chọn lựa làm cái này hoặc làm cái kia, chọn giữ luật Chúa hay chọn việc đi ngược lại với giới răn Chúa. Phân vân không biết mình làm cái điều này có tội không, không biết mình làm như vậy có được lên rước lễ không, làm như vậy Chúa có phạt không. Phân vân khi phải đối diện với những tội lỗi mình. Phân vân khi tâm hồn muốn vươn lên nhưng thân xác lại yếu đuối, cứ kéo gỉ mình xuống. Có lúc nửa muốn theo Chúa, muốn sống tốt, muốn biến đổi, nhưng nửa kia lại cứ muốn ở lì trong tôi, chấp nhận sống tàn tàn, sống như vậy là được rồi, không cần phải cố gắng. Vâng, nếu chúng ta cứ chấp nhận thái độ sống như vậy thì tâm hồn chúng ta khó có thể gặp được Chúa. Mặc dù Chúa vẫn ở đó thật gần, nhưng sao chúng ta vẫn thấy xa? Phải chăng đây là sự xa cách của cõi lòng? Một cõi lòng với những toan tính như Herode, âm mưu, thủ đoạn, đẩy dẫy những tính toán theo kiểu con người, chứ không thực sự thành tâm muốn gặp Chúa để được biến đổi. Điều này làm cho chúng ta cứ mãi chạy xa Chúa mà chẳng thể nào gặp được Ngài. Lạy Chúa, cuộc đời này chúng con phân vân tìm rất nhiều thứ, nhưng xin cho chúng con biết tìm một mình Chúa là điều quý giá nhất, hạnh phúc nhất. Và khi đó chúng con thôi hết phân vân, lạc hướng trên đường về nhà Chúa. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay tiếp nối với bài tin mừng của ngày hôm qua, nghĩa là nói về việc Chúa Giêsu sai nhóm 12 đi loan báo tin mừng với quyền trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Và chắc hẳn đây là cái hiệu quả của lời công bố tin mừng mà các tông đồ đã thực hiện như mệnh lệnh của Chúa. Và hiệu quả của lời công bố đó đã gây tiếng vang, và người ta đã phải thắc mắc về cái nhóm này, hay đúng hơn là thắc mắc về chính Chúa Giêsu, bởi vì các tông đồ ra đi loan báo tin mừng, đi thi hành sứ vụ trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Và trong danh của Chúa Giêsu Kitô đấy thì các ông cũng chữa lành các bệnh tật rồi trừ quỷ. Và vì thế mà như hôm nay một cách cụ thể là tiểu vương Herode cũng phải phân vân về Chúa Giêsu. Khi phân vân về Chúa Giêsu như thế thì có nghĩa là muốn tìm cách để biết được Ngài. Ông cũng nghe người ta nói là có thể đó là một ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy, có thể là ông Elia xuất hiện, hoặc là một ngôn sứ nào đó sống lại. Nhưng mà vua Herode thì nói rằng ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Herode phân vân và hỏi về Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, đối với chúng ta đã rõ ràng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ngài đến để trao ban cho con người tình thương, lòng thương xót của Chúa. Ngài đến để kêu gọi những con người tội lỗi sám hối ăn năn, để được sống trong tình thương dạt dào của Chúa, được sống trong sự sống dồi dào của Ngài. Và như trong tin mừng Luca thì nói Chúa Giêsu là đấng đã đến để tìm kiếm những gì đã mất. Và vì vậy mà thưa quý ông bà và anh chị em, chính Chúa Giêsu Ngài đã đến, Ngài mở ra một thời mới, một thời của ơn cứu độ, thời của Thiên Chúa
chấp nhận, đón nhận con người bằng lòng thương xót của Ngài. Và như vậy bây giờ tất cả những ai đón nhận Đức Chúa Giêsu thì đều bước vào trong thời mới, thời của ơn cứu độ. Trong sách giảng viên, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tác giả có nói tới ở dưới ánh mặt trời này chẳng có gì là mới cả, không có gì mới. Chuyện gì xảy ra từ ngàn xưa thì bây giờ cũng xảy ra. Mà những gì xảy ra thì ngàn năm sau tới đây cũng sẽ xảy ra như thế. Trong thời của tác giả sách giảng viên thì thấy lịch sử như thể lặp đi lặp lại, các vấn đề như thể lặp đi lặp lại, không có gì mới cả. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, từ khi Chúa Giêsu xuất hiện thì một thời mới đã xảy đến. Điều mới đã được trao ban cho nhân loại chúng ta, cho con người chúng ta, và một cách cụ thể là cho những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Một thời mới đã xảy đến, đã xuất hiện. Và như vậy là Chúa Giêsu Ngài mang đến thời của ơn cứu rỗi, thời của sự tha thứ, của sự chấp nhận của Thiên Chúa cho con người chúng ta được sống trong vinh quang của Ngài. Thế trong tư cách là những người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta đang sống trong một thời mới. Chúng ta mang lấy chính tâm tình của Chúa, của Chúa Giêsu. Và như vậy làm sao bây giờ trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đấy, đời sống đức tin của mình, thì làm sao ta lại có thể để cho người khác chất vấn, hoặc đúng hơn là người ta hỏi về chính chúng ta. Chúng ta là ai vậy? Là những người nào? Và để cho người ta tìm được câu trả lời, đó là những người tin vào Chúa Giêsu, tức là những con người được biến đổi, những con người được đổi mới, để bây giờ sống một cách hiện thực tình thương của Thiên Chúa, nguồn bình an của Chúa, sự công chính của Chúa trong chính đời sống của chúng ta. Và thưa quý ông bà và anh chị em, sống lòng chạnh thương, sống sự tha thứ và sống đức công chính, đó chính là ơn gọi và sứ vụ của mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống và thi hành trong thế giới chung quanh chúng ta. Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai? Nghe biết những phép lạ Đức Giêsu đã làm, Hê-rô-đê không khỏi phân vân. Phải chăng ông bị cắn đứt vì tòa án lương tâm nơi ông vẫn tiếp tục lên tiếng? Thật vậy, khi phạm tội tày trời là cướp vợ anh mình, bị Gioan cảnh báo, ông không hối cải mà lại càng lún sâu vào tội lỗi. Trong một phút cao hứng, ông đã truyền chém đầu Gioan tẩy giả. Phải chăng lương tâm không ngừng cắn rứt ông vì tội ác đó, nên ông tìm cách gặp Chúa Giêsu? Ông tìm gặp Chúa Giêsu chỉ để kiểm tra xem con người làm nhiều phép lạ đó có phải là Gioan hiện về đòi nợ máu ông hay không. Tưởng rằng Hê-rô-đê tìm cách gặp Đức Giê-xu vì mối giao cảm, muốn tìm hiểu để rồi tin vào sứ mạng của Ngài. Tưởng rằng sau này, khi ông gặp được Đức Giê-xu ngay trong cuộc thương khó của Ngài, ông sẽ được đánh động sâu xa, sẽ hoán cải. Thế nhưng, đó chỉ là chuyện ảo tưởng. Thực tế chứng minh ngược lại, ông đã chế giễu Chúa là một người điên khùng. Tại sao biết bao nhiêu người gặp được Đức Giêsu và được biến đổi, còn Hê-rô-đê lại không? Tại sao các ông Phê-rô và Gia-cô-bê gặp Chúa Giêsu và trở thành môn đệ Ngài? Tại sao Gia-kêu tìm cách nhìn thấy mặt Chúa Giêsu, đã được Chúa đến thăm nhà và đã hối cải? Tại sao Lê-vi, người thu thuế, khi gặp được Đức Giêsu, đã trở thành Mát-thêu, vị tông đồ viết sách tin mừng Chúa Giêsu?
còn Herode muốn gặp Đức Giêsu, nhưng khi gặp được rồi thì vẫn không có gì biến chuyển. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi tại sao với chính chúng ta. Tại sao tôi đã được tiếp xúc với Đức Giêsu biết bao lần, qua Kinh Thánh, qua các bí tích, qua biết bao lời giảng dạy, thế mà tôi chưa hoán cải? Tội lỗi làm cho người ta bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện, bị trả thù. Một tâm hồn bình an là một tâm hồn sạch tội, sống hòa hợp với thiên nhiên và mọi người. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dân gian có câu: hộ giết người hộ lăn ra ngủ, người giết người thức đủ năm canh. Thái độ của vua Herode trong bài tin mừng hôm nay là thái độ hoang mang vì đã đổ máu người vô tội. Chính vì một chút sĩ diện và ham mê dục vọng mà ông đã ra tay giết hại Thánh Gioan tại giả. Bây giờ, khi nghe dân chúng đồn đoán Gioan đã sống lại nơi Đức Giêsu, thì ông hoang mang muốn gặp. Sự xuất hiện của Chúa đã phơi bày ra những tội ác của Herode và đặt ông vào thế đối diện với chính mình và phải tự vấn lương tâm. Herode bối rối trước những tin đồn về Đức Giêsu vì ông không bao giờ có lương tâm yên ổn. Ông không thể quên Gioan đã bị ông ra lệnh chém đầu. Ông luôn tự vấn: nếu chém đầu một người vô tội và thánh thiện sẽ bị công lý trừng phạt. Khuyết điểm khác nữa của vua Herode là sau khi đã hành động nghịch lại lương tâm, ông lại muốn trấn an lương tâm và thuyết phục mình rằng không có gì sai quấy trong việc ông đã làm. Ông đã giết chết Gioan tại giả, nhưng khi ông thấy Chúa Giêsu thì ông tự nhủ là Gioan đã sống lại, và như thế thì mình không có lỗi gì và rằng điều xấu ông đã làm được đền bù. Vua Herode đã hành động nghịch lại lương tâm, và tệ hại nhất là việc ông không muốn đối diện với yêu cầu của lương tâm, muốn che đậy những gì mình đã làm. Thưa quý ông bà và anh chị em, căn bệnh của vua Herode đôi khi cũng là căn bệnh của mỗi người chúng ta. Nhiều người trong chúng ta hành động nghịch lại với lương tâm. Chúng ta biết rõ điều gì nên làm nhưng chúng ta lại không làm điều đó, vì chúng ta sợ kẻ khác sẽ nói, bởi vì chúng ta yêu thích những niềm vui nhục dục hơn mọi sự khác. Chúng ta biết rõ điều gì nên làm, lương tâm dạy chúng ta rằng chúng ta nên sống liêm chính, nhưng chúng ta vẫn gian lận và lừa dối người khác. Điều tệ hại là sau khi đã hành động nghịch lại lương tâm, chúng ta tìm mọi cách che đậy căn bệnh bằng miếng băng cứu thương và giả đò mọi sự vẫn như bình thường. Hằng ngày, chúng ta vẫn chứng kiến cảnh vì lợi ích của một người hay một nhóm người mà gây nên biết bao oan sai thất đức cho những người thấp cổ bé họng. Lại cũng vẫn còn đó những người chỉ vì miếng cơm manh áo mà chối bỏ lương tâm và thi hành những điều bất chính. Hay vì những thú vui xác thịt chóng tàn, mau qua mà đi đến chuyện giết người dã man, ghê rợn. Căn bệnh của vua Herode cũng vẫn sẽ tồn tại trong xã hội của chúng ta nếu chúng ta không can đảm để ra tay cắt đi khối ung nhọt ghê tởm đó ra khỏi lương tâm và không tìm cách để chữa trị nó bằng đời sống đạo đức, tôn trọng lễ phải,
công bằng và thực thi bác ái. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức được con người của mình là yếu đuối, bất toàn, nên cần phải hồi tâm để kịp thời trở về với bản chất, nhân chi sơ tính bản thiện. Không được vô cảm và phủi tay, hay gán ghép điều xấu cho người khác để mình vô tội, rồi vô tư đến nỗi bình chăng như vậy, như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta rơi vào tình trạng trên, hẳn chúng ta là một hạng người đê hèn và đáng trách, nhu nhược và đáng bị nguyền rủa. Lạy Chúa, xin thương hướng dẫn con trở về với Chúa mỗi lần con lầm lỗi, xúc phạm đến Chúa và anh chị em xung quanh. Xin cho con biết lắng nghe lương tâm và thực hành điều lương tâm chỉ dạy. Xin Chúa cùng tha thứ tội lỗi cho chúng con và ban cho chúng con ơn sám hối để trở về với Chúa. Amen. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung dậy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thâm khôn dời, niềm tin chan chứa rạng ngời. Con sống trong ngày tầm con, luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả giá em vẫn còn đây, bao vẫn dương này. Ngày ngày con sống niềm cay trong nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng sai, yêu mến dân đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một giời Chúa, nguồn ánh sáng đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung dậy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn dời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tục ngữ Việt Nam chúng ta thường hay nói là vô tri bất mộ, nghĩa là chúng ta không biết thì chúng ta không mộ mến, không yêu thương hay là không gắn bó với ai được.
Muốn yêu thương người nào, muốn kết bạn với người nào thì trước hết chúng ta phải biết người đó, thì chúng ta mới yêu thương được. Vì thế chúng ta nói là vô tri thì bất mộ. Chúng ta sau khi mà ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, sau khi mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, ông Herode muốn tìm gặp Đức Giêsu. Ông muốn tìm gặp Đức Giêsu, nhất là sau khi mà tiếng tăm, sau khi mà ông Chúa Giêsu rao giảng, thì người ta đồn thổi về nhiều, có nhiều dư luận nói là Đức Giêsu là người này người kia. Rồi trong tin mừng Luca ngày hôm nay chúng ta thấy là người ta nói là có thể đó là một ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Rồi người thì nói là Elia, hay là một số người khác thì nói là một ngôn sứ thời xa xưa xuất hiện. Đó là những cái gì mà người ta đồn thổi về Chúa Giêsu. Ông Herode thì ông nói là chắc chắn là không phải là ông Gioan, bởi vì Gioan đã bị ta chém đầu rồi. Chính vì thế mà ông mới tò mò, ông mới háo hức, ông muốn đi gặp thử coi Đức Giêsu là ai. Nhưng cái sự gặp gỡ của ông Herode này, thưa anh chị em, không phải là ông muốn gặp để mà mộ mến Chúa, để mà yêu mến Chúa, nhưng vì cái sự tò mò, vì những cái gì người ta đồn thổi về Đức Giêsu. Còn mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta tìm gặp Chúa Giêsu là gì? Chúng ta có tìm gặp Ngài không? Chúng ta tìm gặp Đức Giêsu là vì vụ lợi, hay là chúng ta tìm gặp Đức Giêsu là vì chúng ta yêu mến Ngài? Tìm gặp vì vụ lợi là có thể là chúng ta tìm gặp đến Ngài để rồi chúng ta xin một cái ơn gì đó. Thưa anh chị em, đó cũng là một cái gặp rất là cần thiết. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta cần phải xin ơn. Chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta cần phải xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Hay chúng ta đang bị cô đơn, chúng ta đang là bị một cái nỗi buồn nào đó, nó sâu xé, nó dằn vặt chúng ta. Chúng ta cũng cần phải đến gặp gỡ Đức Giêsu để mà xin Ngài giải thoát chúng ta khỏi cái nỗi cô đơn dằn vặt đó. Nhưng thưa anh chị em, như vậy cũng chưa đủ. Chúng ta cần gặp Chúa để rồi chúng ta phải tạ ơn Ngài, vì biết bao những cái ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta gặp Chúa để chúng ta chúc tụng Ngài, bởi vì những cái gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ Chúa làm sao? Ngày hôm nay con xin đưa ra 3 điều để chúng ta có thể là chúng ta tìm gặp gỡ Chúa. Trước hết là chúng ta gặp gỡ Chúa qua lời của Ngài, qua những bản tin mừng, các sách phúc âm, các sách thánh, các giáo huấn của giáo hội. Chúng ta gặp gỡ Chúa qua những lời Ngài nói cho chúng ta như vậy, qua tin mừng, qua phúc âm. Vì thế mà mỗi một người chúng ta cần phải siêng năng hơn. Chúng ta gặp gỡ Chúa qua việc học hỏi Kinh Thánh, đọc các sách tin mừng, các sách viết về Chúa. Đó là cách thứ nhất mà chúng ta có thể tìm gặp Chúa. Chúng ta cũng có thể tìm gặp Chúa qua những cái biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Có thể là chúng ta gặp được Chúa qua một cái biến cố đau thương nào đó trong cuộc đời. Ngày hôm nay có thể là một những người trong gia đình của chúng ta có người thân qua đi. Chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa qua một biến cố, một người nào đó trong gia đình được Chúa gọi về. Chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa qua một cái niềm vui nào đó trong gia đình. Có người con đi đám cưới, hay người con được ra trường, đậu bằng này bằng kia. Chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa qua những cái biến cố đó.
Chúng ta gặp gỡ Chúa qua cái việc đau thương một người mất trong gia đình, tạ ơn Chúa vì một cuộc đời của người quá cố này được bằng này tuổi, được Chúa thương ban cho trong cuộc đời biết bao nhiêu những ơn lành. Đó là những cái lúc mà chúng ta nhìn lại quá khứ của một người nào đó hay của chính chúng ta để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn. Gặp gỡ Chúa như vậy, hay gặp gỡ Chúa về một sự tạ ơn như con vừa thưa, là một người trong gia đình đi lấy chồng lấy vợ, có con ra trường bác sĩ kỹ sư, tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình được như vậy. Hay ngay cả chúng ta tạ ơn Chúa vì một cái tai nạn xe cộ chẳng hạn, vì qua một cái biến cố đau thương đó mà chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa. Có thể trong cùng một tai nạn, cùng đi trên xe với mình 2-3 người, nhưng Chúa thương gìn giữ chúng ta. Rồi có những lúc mà chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa ngay cả qua một sự hiểu lầm nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nói thế này, chúng ta làm thế này với một cái ý định rất là tốt để góp ý, để xây dựng cho gia đình hay là cho cộng đoàn, nhưng chúng ta lại bị hiểu lầm, là người này phá phách, người kia muốn đạp đổ. Đó là những cái biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Có biết bao nhiêu những cái gì đang xảy ra cho chúng ta, chúng ta có thể gặp gỡ Chúa. Rồi thưa anh chị em, điểm thứ ba mà con muốn thưa với anh chị em qua việc gặp gỡ Chúa, đó là chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa qua những cái con người mà chúng ta tiếp xúc. Mỗi một ngày chúng ta tiếp xúc với biết bao nhiêu người. Ở trong cộng đoàn tu trì, chúng ta gặp gỡ Chúa qua việc tiếp xúc với người anh em của chúng ta, qua việc tiếp xúc với bề trên của chúng ta. Ở trong đời thường, chúng ta gặp gỡ Chúa trong những người trong gia đình, những người ở nơi công xưởng chúng ta làm việc chung, hay là gặp gỡ Chúa nơi người nghèo, người đau khổ, lê lết trên vỉa đường. Thưa anh chị em, mẹ Teresa thành Calcutta gặp gỡ Chúa qua những người đau khổ như vậy, qua những người vô gia cư. Họ thấy hình ảnh, bà thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi một người cùi chẳng hạn, nơi một em bé sơ sinh, nơi một người cơm không có ăn, áo rách hoài lề đường. Mẹ nhìn thấy Chúa, mẹ nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người đó. Như vậy thưa anh chị em, khác với lại Herode, ông tìm gặp Chúa bởi vì ông tò mò là có người này đồn thổi Chúa Giêsu là người này, Chúa Giêsu là người nọ. Và ngay chính ông, người ta đồn là Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả, và ông biết chắc chắn bởi vì Gioan Tẩy Giả đã bị ông giết rồi. Ông tìm gặp Chúa vì ông tò mò. Còn chúng ta tìm gặp Chúa vì lý do gì? Vì chúng ta mộ mến Chúa, chúng ta muốn biết Chúa để chúng ta yêu Chúa, hay chúng ta gặp Chúa vì một cái mối lợi nào đó cho cá nhân của mỗi người chúng ta? Đó là điều mà con muốn thưa với anh chị em ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục suy niệm trong ngày. Chúng ta gặp gỡ Chúa với lý do gì? Amen. Thưa anh chị em, Thiên Chúa tạo dựng chúng ta và Chúa ban cho chúng ta lương tâm để phân biệt điều lành lánh điều dữ, và phân lương tâm ấy sẽ nhắc cho chúng ta điều nọ sai, mà anh chị em bình dân mình vẫn gọi là nhiều khi mình làm những điều sai mấy chục năm rồi mình vẫn không bình an, là bởi vì tiếng lương tâm nói với chúng ta là sai, điều đó không được. Nhiều người chúng ta vì một lý do nào đó yếu đuối để làm những điều sai, chẳng hạn như có những người 40-50 năm rồi trước mình trẻ mình lỡ yếu đuối, mình phá thai chẳng hạn, thì 40-50 năm rồi mình vẫn cứ anh này, là bởi vì lương tâm nhắc chúng ta đã xúc phạm đến sự sống của một người khác, cho nên chúng ta không được bình an. Và đó cũng là tâm trạng của Herode.
ông đã vì tham sân si, vì ham muốn quyền lực, vì bảo vệ quyền lực của mình mà ông đã làm nhiều điều sai. Trong đó có điều ông giết Gioan Tiền Ô, một vị ngôn sứ công chính, và ông cứ áy náy và phân vân. Đến khi Chúa Giêsu xuất hiện, người ta bảo Chúa Giêsu là Elia, Chúa Giêsu là một tiên tri, và Chúa Giêsu là Gioan đã sống lại, thì ông rất là áy náy và phân vân, không biết tên nào. Gioan ông đã cho chém đầu rồi, mà ông này là ai mà ông nghe đồn làm những việc như Gioan và hơn cả Gioan thế đó. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa luôn nhắc nhở dạy dỗ chúng ta qua tiếng lương tâm, qua lời Chúa hàng ngày. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nỗ lực để làm những điều tốt, để tỏa án lương tâm không day dứt chúng ta. Và xin Chúa tha thứ vì những yếu đuối chúng ta đã trót vào, để mỗi ngày chúng ta được sống thanh thản và bình an. Amen. Từ bài tin mừng hôm nay chúng ta suy ra rằng vua Herode muốn tìm gặp Chúa Giêsu trong một tâm trạng bất an, bởi nghĩ tới sự nổi tiếng của Chúa Giêsu, liên hệ tới sự nổi tiếng của Gioan Đại Giả mà vua đã giết. Vua muốn tìm gặp Chúa trong một tâm trạng bất an, phân vân. Và theo cung cách viết tin mừng của Thánh Luca thì đây là giới thiệu để rồi sau này trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, theo phúc âm Thánh Luca, vua Herode có cơ hội gặp Chúa khi mà Phi-la-tô giao nộp Chúa Giêsu cho vua Herode. Anh chị em thân mến, chúng ta đang tham dự thánh lễ trực tuyến. Đây là cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa. Và trong thời gian vừa rồi, tòa giám mục đã nhận được những phản ánh từ phía giáo dân qua các linh mục về thánh lễ trực tuyến từ tòa giám mục Long Xuyên. Và ngày hôm qua anh em chúng tôi gặp gỡ nhau và chúng tôi nhận ra điều này. Chúng tôi cảm thấy một niềm vui bởi những nhu cầu đạo đức thiêng liêng của anh chị em đang muốn được đáp trả. Anh chị em muốn gặp gỡ Chúa. Một cách cụ thể là chỉ hơn một ngày thông báo về lớp giáo lý hôn nhân trực tuyến đã có trên 80 các bạn trẻ đăng ký để tham dự lớp giáo lý trực tuyến này. Đây là một nhu cầu tâm linh mà anh chị em muốn được đáp trả bởi chính những người có trách nhiệm trong giáo hội, cụ thể là của tòa giám mục Long Xuyên. Chúng tôi trân trọng điều đó. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhắc nhở nhau điều này. Đây cũng chính là một trách nhiệm và là một thách đố cho chúng tôi, những người cộng tác với nhau để phục vụ những nhu cầu tâm linh của anh chị em giáo dân trong giáo phận cũng như ngoài giáo phận. Và chính vì thế chúng tôi nhận ra được điều này, có những thách đố từ phía chúng tôi mà cũng có những thách đố từ phía anh chị em. Những thách đố từ phía anh chị em là khi tham dự thánh lễ trực tuyến khó có thể gặp được Chúa. Bởi trong một bầu khí của một phòng khách, những trang trí anh chị em vẫn thường xuyên sử dụng hàng ngày khó có thể tạo nên một bầu khí thánh thiêng như là trong nhà thờ, nhìn lên trên gian cung thánh với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Những người cùng tham dự thánh lễ trực tuyến là những người chồng, người vợ, con cái, anh chị em, ông bà với nhau mà hàng ngày chúng ta rất dễ dàng nói chuyện với nhau, thậm chí la mắng nhau nữa. Rất có thể từ đó chúng ta khó gặp được Chúa trong thánh lễ trực tuyến khi chúng ta cùng tham dự với nhau. Và đồng thời chúng tôi cũng ý thức được điều này, là thay vì tham dự thánh lễ trên gian cung thánh, anh chị em nhìn vào màn hình nhỏ. Đây là nơi mà anh chị em vẫn thường xuyên coi TV, nhận thông tin, chọn lựa chương trình nào mình thích để giải trí, vân vân.
Và cũng chính vì thế, với một tâm trạng của một người đang coi tivi, tham dự thánh lễ trực tuyến trên tivi, rất khó để chúng ta có thể tham dự thánh lễ trực tuyến một cách sốt sắng để tìm gặp Chúa. Vua Hê-rô-đê có cơ hội gặp Chúa, nhưng ông đã không gặp được Chúa là Thiên Chúa của mình. Bởi trong tâm trạng bất an, ông muốn tìm gặp Chúa theo sở thích của mình. Nhưng khi nhìn thấy Chúa là một tên tử tội, ông đã khinh miệt Chúa và đã cho Chúa là một kẻ ngu si dại dột, khoác cho Chúa một chiếc áo đỏ rồi trả về Phi-la-tô. Hê-rô-đê đã không gặp được Chúa. Đây cũng chính là điều mà chúng ta, những người có trách nhiệm để phục vụ cái nhu cầu đạo đức qua trực tuyến, thánh lễ, giờ kinh gia đình hay là giáo lý hôn nhân, cần quan tâm để tạo điều kiện cho những người tham dự có cơ hội thuận lợi nhất để tìm gặp Chúa. Và đồng thời, chính những người tham dự, anh chị em, cũng cố gắng vượt qua những thách đố để có thể tìm gặp được Chúa. Hôm nay chúng ta dâng lễ kính thánh Kiêu năm dấu thánh, một trong những sắc thái nổi bật của vị thánh này, đó chính là cử hành thánh lễ một cách rất sốt sắng. Đến như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, khi còn là một giám mục phụ tá của Krakow, tham dự công đồng Vaticano thứ hai tại Vatican, cũng đã đến tìm gặp Thánh Pio để xin tham dự thánh lễ. Và chính ngài, khi là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đã tuyên thánh cho Thánh Pio năm dấu thánh. Đức Giáo Hoàng đã đến tham dự thánh lễ để tìm gặp Chúa, tìm gặp một người là hiện thân của Chúa cử hành thánh lễ. Và đó cũng chính là thách đố cho chúng tôi, những người đang cử hành thánh lễ trực tuyến cho anh chị em. Kẻo không, chúng tôi đang xô diễn một màn kịch. Và cũng khó khăn cho anh chị em khi tham dự thánh lễ trên màn ảnh nhỏ, cũng rất có thể không tìm gặp được Chúa với sự thánh thiêng trong bí tích thánh thể mà chúng ta đang tham dự dù là trực tuyến. Suy nghĩ như vậy để chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong những thách đố của lòng đạo đức. Cụ thể trong tình trạng đại dịch này, chúng ta vẫn có thể tìm gặp được Chúa, tìm gặp được Chúa trong lời Chúa, dù là những người diễn giảng có nhiều giới hạn. Tìm gặp được Chúa trong mình máu Thánh Chúa, cho dù chúng ta rước lễ thiêng liêng. Tìm gặp được Chúa qua cộng đoàn hiệp thông, dù là chúng ta hiệp thông với tinh thần. Và tìm gặp được Chúa qua một con người có nhiều giới hạn, đang là hiện thân của Chúa Kitô để cử hành thánh lễ với ước nguyện như Chúa Kitô cử hành thánh lễ một cách sốt sắng nhất có thể, với sự khiêm tốn của một con người. Xin Chúa cho chúng ta tìm gặp được Chúa trong cuộc đời của mình, để có thể từ đó chúng ta đến với Chúa Giêsu trong thánh lễ, dù trực tuyến vẫn có thể gặp được Chúa trong thánh lễ này. Amen. Kính thưa cộng đoàn tham dự phụng vụ, vua Hê-rô-đê vì một chút sĩ diện và ham mê nhục dục đã ra tay giết hại Thánh Gioan Tẩy Giả. Bây giờ khi nghe dân chúng đồn đoán Gioan đã sống lại nơi Đức Giêsu, thì ông ta đã phân vân lo lắng vì hành động của mình. Từ đó chúng ta mới hay, đôi khi có những kẻ tìm kiếm Chúa không phải vì mấy người hay là để xin thêm người, mà là vì sự phân vân lo lắng.
Và điểm thứ hai, đó là lương tâm căn rứt vì đã hành động tội lỗi. Điểm thứ nhất, tìm gặp Chúa vì phân vân lo lắng. Những ghi nhận của mọi người về Chúa Giêsu thật ra không phải là sai, nhưng mà chưa đủ, mà chỉ nói lên một cái khía cạnh trong cái sự tròn đầy của khuôn mặt Đức Giêsu là Chúa. Thứ nhất, chúng ta thấy Elia, một quân sứ quyền năng làm phép lạ. Rồi Gioan Tẩy Giả thì kêu gọi sám hối, là một quân sứ nào đó đời sống chứng nhân và râu giảng. Khi nghe những lời đồn đại về Chúa Giêsu thì quận vương Herodê đã phân vân và tìm cách gặp Ngài. Có thể đây là một cuộc gặp gỡ, có thể cuộc gặp gỡ này để kiểm chứng thực hư. Nhưng mà tiếc là ông ta không có cơ hội gặp, mà đến ngày Chúa Giêsu bị kết án thì ông mới được Phi-la-tô dạy đến cho gặp. Còn chúng ta, có bao giờ chúng ta dành ra một phút hồi tâm suy nghĩ về Thiên Chúa hiện hữu là và tác động trên đời của chúng ta qua những dấu chỉ cuộc sống, mà Thiên Chúa đó chính là Thiên Chúa mà chúng ta kêu cứu, chúng ta cầu khẩn, chúng ta tin tưởng, chúng ta thờ lại? Qua những cử chỉ cuộc sống, qua những gương chứng nhân, hay là qua phục vụ bí tích, qua đời sống đạo, để rồi chúng ta tìm đến gặp Chúa và tạ ơn Ngài hay không? Điểm thứ hai, tìm gặp vì lương tâm can rứt. Chúng ta thường nghe dân gian có câu như thế này: hổ giết người hổ lăn ra ngủ, người giết người thức đủ năm canh. Sự xuất hiện của Chúa đã phơi bày ra những cái tội ác của kẻ ác và đặt mọi người vào cái thế đối diện với chính mình và phải tự vấn lương tâm. Điều này cho thấy là mỗi người chúng ta hành động tội lỗi thì lương tâm sẽ căng rứt và làm cho chúng ta mất bình an, trừ khi lương tâm đã ra chạy đà. Để tìm lại được bình an thì chúng ta hãy mau đến gặp Chúa nơi bí tích giải tội, để được Chúa thứ tha và giúp chúng ta hòa giải với Chúa và tha nhân. Chính vì vậy mà tin mừng hôm nay lại một lần nữa Chúa chất vấn từng người chúng ta về niềm tin vào Ngài là ai. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta dám đối diện với chính mình, xem chúng ta có còn tuyên xưng Chúa là Chúa trong cuộc đời của chúng ta nữa hay không, hay là chúng ta chỉ tìm Chúa, tìm đến với Chúa vì những cái lời đồn đoán, hay là vì sự vân vân lo lắng những hành động tội lỗi của chúng ta đã bị phơi bày. Kính thưa quý ông bà cô bác và anh chị em, trong thánh lễ hôm nay chúng ta được nghe lại đoạn tin mừng theo thánh Luca, và đoạn tin mừng thuật lại việc vua Herodê phân vân trước những dư luận về Chúa Giêsu. Nhưng chắc hẳn điều làm cho vua Herodê cảm thấy hoang mang khi nghe dư luận Chúa Giêsu chính là Gioan Tẩy Giả đã sống lại. Vua lo lắng bởi vì dư luận này đụng đến tội ác mà vua đã gây ra. Chỉ vì nhu nhược và ham sắc dục, vua Herodê đã ra lệnh trảm quyết Gioan Tẩy Giả, một con người công chính, dám lên tiếng nói sự thật và không ngần ngại tố cáo việc sai lầm của vua. Quả thật, hình ảnh của vua Herodê có thể gợi lên cho chúng ta về bản chất của một con người ác nhân thật đức. Và hình ảnh đó không chỉ nơi vua Herodê ngày xưa, mà ngày hôm nay không khó để chúng ta nhìn thấy trong đời sống hàng ngày. Qua các thông tin truyền thông báo chí, thật dễ dàng để bắt gặp những cảnh tượng chỉ vì lợi ích của một người
hay một nhóm người mà người ta sẵn sàng để gây ra những việc làm thất đức cho không biết bao nhiêu con người khác. Rồi cũng có những người chỉ vì tiền, chỉ vì cái ăn cái mặc mà không ngần ngại để chối bỏ lương tâm của mình làm những chuyện bất chính, hay chỉ vì những thú vui xác thịt chóng qua mà sẵn sàng để giết người không gớm tay. Trước những thực tại đó thì sứ điệp lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi chúng ta nhìn lại để ý thức hơn về con người của mình, nhìn lại để thấy rằng nơi mỗi người vẫn còn đó sự yếu đuối, sự bất toàn, nên rất cần sự hồi tâm để sớm trở về với bản chất hiền lành, lương thiện như tư tưởng của Khổng Tử đã nói: nhân chi sơ, tính bổn thiện. Và sứ điệp lời Chúa cũng mời gọi chúng ta đừng để mình đánh mất lương tâm, đừng để mình vô cảm, thiếu trách nhiệm với việc mình làm, và cũng đừng để mình là kẻ không ngần ngại để gán ghép điều xấu cho người khác, rồi tỏ vẻ vô tư như thể không có chuyện gì. Trong sự khiêm tốn chân thành, chúng ta cầu xin Chúa thương thức tỉnh lương tâm của chúng ta, giúp cho mỗi người thật sự là những con người ngay chính và biết làm điều tốt, điều thiện cho mọi người. Chúng ta cũng xin Chúa giúp cho mỗi người luôn biết mau mắn và thành tâm sám hối trở về với Chúa, để nhờ đó giúp cho chúng ta thật sự có được sự bình an của Chúa trong tâm hồn. Rất ước mong nơi mỗi người luôn có được một lương tâm ngay thẳng và không ngừng thực hành những điều mà lương tâm chỉ dạy. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng thuật lại tâm trạng bối rối của quận vương Herode. Ông bối rối vì ông nghe về Chúa Giêsu đã làm bao việc lạ lùng với những phép lạ trừ quỷ và chữa lành bệnh nhân. Ông bối rối vì ông nghe người này bảo Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả đã sống lại. Người kia lại nói Chúa là Elia hiện ra. Người khác thì bảo rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Tất cả các thông tin đến từ việc nghe làm cho Herode bối rối, vì điều ông đón nhận không phải là sự thật, bởi ông cảm thấy một điều còn sâu hơn, cao hơn như thế nữa. Bối rối nên Herode đã đặt ra vấn nạn về Chúa Giêsu: ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Vấn nạn này đã thúc đẩy ông tìm cách gặp người. Ông đã đi đúng hướng như cách mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói để chúng ta biết sự thật về một người. Hãy đến và xem là phương pháp đơn giản nhất để biết một thực tại. Đó là sự xác minh trung thực nhất của mọi thông điệp. Bởi vì để biết thì chúng ta cần phải gặp gỡ, cần để cho người đứng trước mặt chúng ta nói, để cho chứng tá của họ đến với chúng ta. Muốn biết sự thật về một người chỉ có cách là gặp gỡ. Và Herode có ý gặp Chúa để ông biết về sự thật về Chúa, để rồi ông muốn gặp Chúa vì tò mò tại sao Chúa lại có ảnh hưởng sâu rộng trong dân chúng như thế. Ông muốn gặp Chúa để ông tìm cách triệt hạ người, vì ông nghĩ người là mối nguy cho ngai vàng của ông. Chỉ vì tính toán chính trị nên Herode mới tìm cách gặp Chúa Giêsu. Còn mỗi người chúng ta, kính thưa quý ông bà anh chị em, là những người đã biết và đã tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, chúng ta không bối rối khi tìm gặp Chúa. Mỗi lần chúng ta tìm gặp Chúa, chúng ta tìm vì lòng yêu mến. Mỗi lần chúng ta tìm gặp Chúa,
chúng ta trông cậy vững vàng vào Đấng đã yêu mến chúng ta và nộp mình vì chúng ta. Mỗi lần chúng ta tìm gặp Chúa, chúng ta muốn được Chúa ban ơn để chúng ta sống đức tin của mình. Vì thế, chúng ta luôn tìm gặp Chúa trong thánh lễ, tìm gặp Chúa trong những giờ cầu nguyện, tìm gặp Chúa qua công việc hàng ngày và đặc biệt qua việc gặp gỡ anh chị em chung quanh với những người đau khổ, khó nghèo. Mà hôm nay, mẫu gương Thánh Pio năm dấu chúng ta đang chiêm ngắm Ngài để nêu gương cho chúng ta trong đời sống ấy. Ngài cũng đã kết hiệp trọn vẹn với Chúa trong từng thánh lễ. Ngài cũng đã sống đời cầu nguyện dâng lên Chúa để rồi Ngài được tham dự vào đau khổ của Chúa Kitô. Ngài đã sống chu toàn những bổn phận hàng ngày của Ngài với những việc nhỏ bé nhất. Và đặc biệt, Ngài đã đến với từng anh em khốn khổ nghèo hèn chung quanh Ngài để an ủi, để giúp đỡ. Tất cả những lý do mà chúng ta tìm gặp Chúa chỉ có một, đó là chúng ta muốn sống đức tin của mình thật sống động để chúng ta đạt được phần thưởng là hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho mỗi người chúng ta. Ước gì chúng ta biết khao khát gặp Chúa để chúng ta cảm nghiệm rằng Chúa yêu thương dân người và Chúa yêu thương từng người chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài đã đặt vào trong con người một thứ gọi là lương tâm, và chính điều đó đã giúp cho con người làm những điều lành và tránh những điều dữ. Dù muốn dù không thì khi con người làm điều bất chính hay làm những điều phản loạn thì tiếng lương tâm sẽ nhắc nhở con người và con người cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Quả thực trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe thấy ông Herode dù là một vị vua đi nữa thì khi ông làm điều sai cuối thì ông vẫn luôn luôn bị tiếng lương tâm của mình dằn vặt. Cho dù ông có là ai đi nữa thì ông vẫn luôn luôn bị chi phối bởi điều mà tiếng lương tâm Chúa đã đặt ở nơi con người. Chính vì thế chúng ta cũng không lạ gì khi Khổng Tử nói với các môn đệ của mình: con người sinh ra là đã có cái điều thiện rồi, nhân chi sơ tính bổn thiện. Vì thế con người chỉ có thể thực sự là người khi hướng về những điều thiện. Quả thực trong bài tin mừng hôm nay cũng là điều cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Nhiều khi chúng ta để cho tiếng lương tâm của mình bị lôi cuốn bởi những đam mê phù phiếm của thế gian, chỉ vì những lợi lộc thấp hèn, chỉ vì miếng cơm hay vì những tiền bạc, lợi lộc danh dự của mình, chúng ta có thể sẵn sàng bán đứng người khác hay làm mất đi tiếng lương tâm của mình. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho mỗi người chúng ta, để khi mỗi người chúng ta đứng trước những cám dỗ, những lôi cuốn của thế gian, thì chúng ta luôn đứng vững và chúng ta luôn luôn hướng về Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Đấng hoàn thiện ở trên trời. Và đó cũng chính là lời mời gọi Chúa Giêsu luôn luôn nhắn nhủ các môn đệ của mình: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Kính ông bà và anh chị thân mến, qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng vua Herode Antipa rất là bối rối khi nghe kể lại những lời và nhất là những việc làm của Chúa Giêsu có một cái sức hút lôi cuốn dân chúng. Thì ông ta cũng sực nhớ cách đây không lâu cũng có một người khá là nổi tiếng, và qua những lời giảng dạy của ông ta, dân chúng cũng tuôn đến với ông ta.
người đó là Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà Gioan Tẩy Giả thì ta đã cho chém đầu rồi, còn ông Giê-xu này là ai? Thì trong dư luận dân chúng, có người thì cho Đức Giê-xu là Gioan Tẩy Giả sống lại, có người thì cho Đức Giê-xu là tiên tri Elia ngày xưa đã về trời nay tái giáng, có người thì cho Đức Giê-xu là một trong số các ngôn sứ thời xa xưa đã sống lại. Khi mà nghe những cái nhận định như vậy thì chúng ta thấy làm cho Herode Antipa lo lắng và sợ hãi thêm. Vì nếu thực sự và Gioan Tẩy Giả sống lại đó thì chết ổng, Gioan Tẩy Giả sẽ hỏi tội ổng. Nhưng mà thật ra thưa anh chị em, Herode Antipa không có tin cái sự sống lại. Cho nên cái chuyện nói rằng Đức Giê-xu là Gioan Tẩy Giả, là Elia, là một ngôn sứ nào đó sống lại thì Herode Antipa không có tin. Cho nên ông cố gắng tò mò để tìm hiểu về Đức Giê-xu và ông rất mong gặp được Đức Giê-xu. Và cái niềm khát mong của ông đó đã được toại nguyện trong cuộc thương khó của Chúa Giê-xu. Lúc đó Chúa trở thành một phạm nhân và bị kéo lôi đi xét xử từ dinh Thượng tế Cai-pha, rồi đến dinh Tổng trấn Phong-xô Phi-la-tô và cũng đến dinh vua Herode Antipa. Khi gặp được Chúa thì Herode Antipa tỏ vẻ rất là vui mừng và ông sẽ kiểm chứng lại tất cả những gì mà đã xảy ra nơi ông Giê-xu này như thế nào. Và có lẽ ông mong muốn một điều thôi, là ông Giê-xu này làm cho mình một cái dấu lạ nào đó. Nhưng thưa anh chị em, Chúa Giê-xu không chiều theo cái ý của Herode Antipa. Hỏi gì nói gì Chúa vẫn một mực làm thinh, và Chúa cũng không làm bất cứ một dấu lạ nào cho ông ta cả. Cho nên cuối cùng thì ông ta cảm thấy hụt hẫng và bực bội, tỏ ra khinh bỉ Chúa Giê-xu. Nó chỉ là một cái đứa dại dột chứ nó đâu có biết gì đâu. Và dạy Chúa trở lại dinh Tổng trấn Phong-xô Phi-la-tô. Thế thưa anh chị em, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và Herode Antipa đã kết thúc. Một cái cơ hội gần kề để mà Herode Antipa khám phá ra được chân thiện mỹ nơi Đức Giê-xu cho cuộc đời của mình. Nhưng cơ hội đó đã qua và mãi mãi Herode không biết được Đức Giê-xu sự thật là ai. Rồi trải qua suốt hơn 2000 năm rồi, thưa anh chị em, có lẽ nhân loại chúng ta cũng chưa biết được Đức Giê-xu mà chúng ta tôn thờ. Cùng lắm thì họ chỉ nghĩ rằng ông Giê-xu này là một nhà lãnh đạo tôn giáo lớn như bao nhiêu nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Cùng lắm thì họ chỉ nghĩ Đức Giê-xu là một danh nhân vĩ đại, có lòng bác ái, thương người. Vậy thôi. Phần chúng ta là Kitô hữu của Chúa, chúng ta đang tôn thờ yêu mến Đức Giê-xu vì Ngài là Thiên Chúa cao cả, nhưng vì thương con người nhân loại chúng ta, Ngài đã đến trong trần gian này mặc lấy cái thân phận con người như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Và Ngài còn thương chúng ta hơn nữa bằng cái chết trên cây thập giá để mang lại cái ơn cứu độ cho mọi người chúng ta, cho chúng ta được chuộc lại làm con của Cha trên trời. Và Ngài còn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay.
Ngài hiện diện trong những cái vui buồn trong cuộc sống của anh chị em đó. Ngài cũng đang hiện diện trên mỗi anh em, chị em của chúng ta, nhất là những người đang đau khổ, những người gặp thử thách. Và nhất là Ngài đang hiện diện với chúng ta trong thánh lễ, qua lời tin mừng của Ngài và nhất là thánh thể của Ngài, Ngài đến với anh chị em, Ngài làm một trong anh chị em. Bởi vậy, chúng ta cố gắng thưa anh chị em. Có lẽ tôi với anh chị em chưa thể nào yêu mến và kết hợp với Chúa Giêsu như Thánh Pio năm dấu mà chúng ta mừng kính hôm nay. Suốt 50 năm trời, những vết thương trên thân thể của Ngài rỉ máu liên tục, và Ngài đón nhận nó như một sự hiệp thông với Chúa Kitô trên thánh giá. Tôi với anh chị em chưa có được vinh hạnh như vậy đâu, nhưng mà chúng ta cố gắng từng ngày một, để với tất cả sự khiêm tốn và đơn sơ, chúng ta đi sâu vào trong tình yêu của Chúa. Được như lời Thánh Phaolô nói, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Cầu nguyện thật nhiều cho anh chị em. Kính thưa ông bà anh chị em, trước những lời đồn đại Chúa Giêsu là Elia, Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả hay một trong các ngôn sứ, quận vương Herode đã muốn gặp Chúa Giêsu để biết rõ về người. Tuy nhiên ông đã không gặp Chúa Giêsu. Bởi vì tin mừng không nói cho chúng ta ông chỉ muốn gặp Chúa Giêsu mà thôi, chứ không đi tìm gặp Chúa Giêsu. Có phải chăng Herode ngại gặp Chúa Giêsu, đấng đòi hỏi con người ta trở về ăn năn thống hối để nên thánh chăng? Như trường hợp của Thánh Vương David ở trong Cựu Ước. Thánh Vương David đã đến với Thiên Chúa, đến với Gia-vê Thiên Chúa để thống hối ăn năn, và Thánh Vương David đã được biến đổi, còn quận vương Herode thì không cất công để đi tìm Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta đọc tiếp Tin mừng Thánh Luca chương thứ 13 từ câu 31 cho đến câu 33, tin mừng nói cho chúng ta khi Chúa Giêsu đi ngang qua thành thị và làng mạc mà giảng dạy, thì có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa rằng: thưa thầy, vua Herode đang tìm giết thầy, nên thầy hãy tránh xa khỏi chỗ này. Chúa Giêsu đáp: hôm nay và ngày mai ta sẽ trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba hoàn tất. Hôm nay, ngày mai và ngày mốt ta phải ra đi, bởi vì ngôn sứ không thể chết ngoài thành Jerusalem. Đó là câu trả lời cho chúng ta tại sao vua Herode đã không đến Chúa Giêsu, đã không tìm gặp Chúa Giêsu, bởi vì ông ta muốn giết Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta đọc Tin mừng Thánh Luca xa hơn một chút nữa, chương 23 từ câu 8 đến câu 11, tường thuật lại cuộc giáp mặt giữa Chúa Giêsu và vua Herode. Trong tình cảnh cuộc thương khó, ông ta rất mừng rỡ khi gặp Chúa Giêsu, bởi vì
bao niềm mong ước từ thuở nào muốn gặp Chúa Giêsu. Và vả lại, ông ta muốn gặp Chúa Giêsu để nhìn thấy Chúa Giêsu làm phép lạ. Ông quyên thuyên hỏi Chúa Giêsu đủ thứ điều, trong khi các thượng tế và các kinh sư thì cố gắng để hạch tội Chúa Giêsu, để tố cáo Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã không một lời đáp trả. Và đó là lý do để Herode trở mặt. Ông ta cho quân lính khoác vào trên mình Chúa Giêsu một chiếc áo bóng loáng, để rồi ông ta cùng với mọi người chế giễu, dèm pha và khinh bỉ Chúa Giêsu. Thế là trong hai cơ hội Herode đã bỏ qua để gặp được Chúa Giêsu. Và trong tình cảnh cuộc thương khó đó, Herode có gặp thì cũng như không gặp. Bởi vì ông ta chỉ tò mò đi tìm phép lạ của Thiên Chúa, chứ không phải ông ta đi tìm ơn trở lại, ông ta đi tìm niềm hạnh phúc, hay ông ta đi tìm niềm vui, ông ta đi tìm ơn cứu chuộc. Khác với trường hợp của Gia-kêu ở trong Tin Mừng, Gia-kêu cũng là một người tội lỗi, một người nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, tận đáy lòng của ông khao khát để được biến đổi, và ông đã đến với Chúa Giêsu với tất cả tấm lòng thành của mình. Bởi vậy, tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói: ai chân thành, ai thành tâm đi tìm kiếm Thiên Chúa thì họ sẽ được gặp người. Mỗi người chúng ta chắc chắn giây phút nào chúng ta cũng đi tìm Thiên Chúa. Ước mong chúng ta không giống như Herode để đi tìm gặp Chúa Giêsu thỏa mãn mọi điều mong ước. Chúa cho chúng ta giàu có, Chúa cho chúng ta đầy đủ tiện nghi, đầy đủ vật chất như ý chúng ta muốn, mà chúng ta đi tìm Thiên Chúa tận thâm tâm, sâu lắng hay ý nghĩa hơn, đó là chúng ta đi tìm một Đức Giêsu Kitô để Chúa biến đổi con người của chúng ta. Chúng ta đi tìm nguồn hạnh phúc, tìm nguồn khoan lạc đích thực, chứ không phải niềm vui chóng qua ở đời này. Kể cả khi chúng ta nhiều thiếu sót, chúng ta chạy đến với Chúa để Chúa biến đổi, để Chúa làm cho chúng ta nên thánh trong từng ngày. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời buổi nào chúng ta cũng thấy có những cuộc chạy đua, vận động, tranh giành quyền lực. Mà thậm chí vì quyền lực người ta có thể thanh trừng phe phái, loại trừ đối thủ bằng đủ mọi thủ đoạn để có thể có được quyền lực. Vì có được quyền lực, dường như người ta có được tất cả những thứ khác. Herode trong thời Chúa Giêsu là một vị vua như thế. Ông say mê quyền lực và chiếm đoạt được quyền lực đó bằng mọi thủ đoạn. Ông lại sống một cuộc sống xa hoa, tàn ác và vô luân. Và trong thời Herode, như Tin Mừng kể lại, ta thấy duy chỉ có Gioan Tẩy Giả là người dám lên tiếng khiển trách và ngăn cản cái hành vi vô luân của vua. Herode đã bắt giam Gioan Tẩy Giả để bịt miệng ông. Ông đã hèn nhát và vì đam mê tửu sắc, ông đã chém đầu Gioan Tẩy Giả. Rõ ràng khi có quyền, người ta dám làm bất cứ điều gì, dám hợp pháp cả những cái hành vi sai trái và loại trừ những ai lên tiếng phản bác, chống đối, bất đồng quan điểm, và những người đó bị coi là mối đe dọa
đến quyền bính của họ. Đứng trước những lời đồn đại về Đức Giêsu, một ngôn sứ của Thiên Chúa đầy quyền năng trong lời nói và việc làm, và dân chúng thì nói đó là Gioan Tẩy Giả sống lại, người khác bảo lệ Elia tái giáng hay một ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Điều đó đã gây hoang mang cho vua Herode, vì tội lỗi của ông lại tiếp tục có thể bị một ngôn sứ khác vạch trần. Cho nên Herode đã tự hỏi về Đức Giêsu, ông này là ai? Và Herode tìm cách gặp Ngài. Tin mừng đã cho chúng ta thấy Herode đã không gặp được Đức Giêsu thật sự, chỉ vì ông tìm gặp Đức Giêsu với một động lực là tò mò, thành kiến và sợ hãi. Ông cũng không thể gặp được Đức Giêsu khi ông không có một chút tinh thần hoán cải và khiêm tốn. Ông vẫn không gặp được Đức Giêsu thật sự khi mà Đức Giêsu bị điệu đến trước dinh của ông trong cuộc thương khó của Ngài. Nhưng có một điều ông chắc chắn sẽ gặp được Đức Giêsu là ai trước tòa phán xét. Thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã cảnh giác các môn đệ của Ngài, cũng như tất cả chúng ta hãy coi chừng men biệt phái và men Herode. Và điều đó ngày hôm nay chúng ta thấy đâu đó trên thế giới này vẫn còn có những Herode của thời đại, những con người say mê quyền lực, lạm quyền, ham hố danh vọng, địa vị và quyền bính. Men Herode cũng có thể đang tồn tại trong mỗi người chúng ta khi chúng ta nhắm mắt trước những điều tốt phải làm, khi chúng ta bịt tai không muốn nghe những lời dạy bảo, góp ý chân thành của người khác. Men Herode cũng vẫn ở trong mỗi chúng ta khi chúng ta có những hành vi nào đó hay lời nói chà đạp nhân phẩm của người khác, khi chúng ta có một cái lương tâm, một trái tim chai cứng, vô cảm trước những đau khổ của người anh em. Men Herode cũng còn thể hiện khi chúng ta khép kín tấm lòng, không dám sẻ chia với những ai đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Dần thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được Chúa thanh luyện và biến đổi, để chúng ta thật sự gặp gỡ được Đức Giêsu, một Đức Giêsu của tình yêu thương, tha thứ và phục vụ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, quận vương Herode nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại, còn kẻ khác lại nói ông Elia đã hiện ra, kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói: ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, quận vương Herode sau khi nghe những câu chuyện về Chúa Giêsu thì phân vân. Có bản dịch thì dịch là hoang mang.
Chúng ta biết quận vương Herodê này là con của vua Herodê cả. Vua Herodê cả là người đã giết các anh hài trong câu chuyện Giáng sinh chúng ta đã biết. Còn quận vương này là người mà chúng ta cũng đã từng nghe câu chuyện về ông. Ông là người đã bị Gioan Tẩy Giả quở trách bởi vì ông đã lấy vợ của anh mình. Và vì vậy, ông đã tống ngục Gioan Tẩy Giả. Ông cũng nể Gioan Tẩy Giả. Nhưng trong một cơn say và lời hứa trong sự không tỉnh táo đó, Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu. Vì vậy, trong tin mừng hôm nay, chúng ta nghe ông nhắc lại cái sự kiện đó. Ông Gioan Trẩm đã chém đầu rồi. Ông này là ai? Tức là đang nói về ông chỉ đến Chúa Giêsu, những câu chuyện về Chúa Giêsu. Ông này là ai mà Trẩm nghe những tiếng đồn như thế? Quận vương Herodê hoang mang. Chữ hoang mang, chữ phân vân ở đây vừa có nghĩa là tò mò hiếu kỳ, vừa có nghĩa là cảm thấy bị đe dọa. Đây là cái điều mà ông đã từng cảm nghiệm với Gioan Tẩy Giả. Nếu chúng ta đọc lại, mở Kinh Thánh đọc lại Marco chương 6 từ câu 17 đến câu 23, câu chuyện mà Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, trong đó viết: Herodê biết Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Tại sao nhà vua phân vân? Một mặt hiếu kỳ và thích nghe, nhưng một mặt khác cảm thấy đe dọa. Đe dọa là vì nếu mà lắng nghe thật sự thì phải làm theo. Làm theo điều gì? Nghĩa là không được cưới vợ, không được lấy vợ hoặc là cướp vợ của người anh mình, làm một cái chuyện trái với luân thường đạo lý. Và vì vậy ông phân vân. Và đến lúc này lại nghe một câu chuyện khác về thầy Giêsu, ông lại phân vân, ông lại hoang mang, vừa hiếu kỳ vừa cảm thấy đe dọa. Kính thưa cộng đoàn, cái sự hiếu kỳ, vừa cảm thấy hiếu kỳ vừa cảm thấy đe dọa của Herodê, đây đôi khi cũng là điều xảy ra với mỗi người chúng ta. Chúng ta nghe về Chúa Giêsu, nghe về những bài giảng của Chúa Giêsu, nghe về ơn cứu rỗi của Ngài ban cho con người, về tình thương Ngài ban cho con người, chúng ta rất thích thú nghe, chúng ta muốn có những cái điều đó, đảm bảo như vậy, chắc chắn như vậy. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cảm thấy bị đe dọa, vì dường như càng đến gần Chúa thì một cách nào đó, thậm chí nhiều khi vô ý, chúng ta lại dựng lên một cái bức tường vô hình giữa chúng ta với Chúa bằng những cái ý tưởng như: vậy tôi phải trả giá như thế nào? Vậy tôi phải thay đổi cuộc sống tôi như thế nào? Tôi không muốn như vậy. Hoặc là thậm chí đưa ra những cái lý do để bị lái rất nhanh. Tôi đã làm nhiều điều tốt rồi, tôi đi lễ Chủ Nhật đều đặn, tôi cũng cầu nguyện nữa, đủ rồi, cần gì làm thêm chi khác nữa. Đây là một nghịch lý vẫn xảy ra với nhiều người chúng ta. Lạy Chúa, con muốn đến với Chúa, nhưng Chúa tạm thời ở xa xa một chút. Con muốn Chúa là cứu Chúa của con, nhưng con chưa muốn đi con đường thập giá Chúa mời gọi. Con đọc, con học, con biết những điều Chúa dạy trong tin mừng. Con sẵn sàng nghe, con sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng miễn là đừng bắt con không xét đoán người khác, đừng bắt con chết cho những tật xấu của con, đừng bắt con tha thứ, đừng bắt con đi con đường khổ giá. Con sẽ đến với Chúa trong giờ kinh nguyện, con sẽ xin nhiều điều lắm, nhưng con sẽ không xin Chúa biến đổi con, không xin Chúa biến đổi con để con có thể yêu thương, để con có thể tha thứ người con không thích, người làm khó con. Để con không xin Chúa biến đổi con để con có thể trở thành khí cụ của bình an, của hòa giải. Con cũng không xin Chúa biến đổi con để con
tin vào sự sống đời đời mà dám đánh đổi những giá trị của thế gian. Đó là cái sự phân vân, đó là cái sự hoang mang có thể xảy ra cho mỗi người chúng ta. Cái sự phân vân, sự hoang mang này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, khi nào thì mới chấm dứt. Thánh Pio Năm Dấu chúng ta mừng lễ hôm nay, Ngài có nói, cuộc đời Kitô hữu không gì khác hơn là một cuộc chiến đấu dai dẳng với chính mình. Không có sự thăng hoa của linh hồn để đạt đến sự tuyệt hảo mỹ miều nếu không phải trả giá cho sự đau khổ. Ý Ngài muốn nói, cuộc sống người Kitô hữu luôn luôn phải chiến đấu với bản thân. Và đời sống thiêng liêng sẽ không thăng tiến nếu cá nhân, nếu mỗi người chúng ta không chịu dấn thân đi con đường hẹp, đi con đường thập giá của Chúa mời gọi. Kính thưa cộng đoàn, quả thực câu chuyện về sự phân vân, về sự hoang mang của vua Herodê là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại mình, nhìn lại đời sống mình, nhất là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, và hy vọng chúng ta để ý và khám phá ra cái bức tường vô hình có thể đang ngăn cách chúng ta với Chúa và phá vỡ bức tường đó đi để chúng ta có thể có cái mối liên hệ mật thiết hơn với Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa anh chị em, sự nổi tiếng và ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng khiến lời rao giảng và hành động của Chúa Giêsu đã tạo ra vấn nạn cho những người đương thời. Vấn nạn đó là Giêsu, Ngài là ai? Và trải qua các thời đại cho đến hôm nay, người ta vẫn không ngừng tìm hiểu về Ngài, bởi vì Giêsu là một mầu nhiệm. Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết, ngay chính thời Chúa Giêsu còn đi rao giảng ở xứ Pha-li-tinh thì đã có những dư luận sai lạc rồi. Kẻ thì nói Giêsu chính là ông Gioan từ cõi chết trở dậy. Tiểu vương Herodê nghe nói thế thì vân vân lắm, bèn nói: ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Kẻ khác lại nói: đấy là ông Elia xuất hiện. Kẻ khác nữa lại nói: không phải đâu, đó là một ngôn sứ ngày xưa sống lại. Ngày xưa có nhiều dư luận trong quần chúng không đúng về Chúa Giêsu nhiều như thế, nên các thánh tông đồ đã phải ra đi khắp nơi để làm chứng và nói cho người ta hiểu đúng về Chúa Giêsu. Thực ra Giêsu là ai? Nhưng ngày nay cũng có nhiều dư luận sai lạc về Ngài. Những dư luận đó từ những tín đồ các tôn giáo khác, những dư luận đó từ những người vô thần, những dư luận đó từ những người khoa học thành có óc thành kiến thực dụng. Vậy thì chúng ta hôm nay là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải làm gì? Dù muốn hay không, người ngoài giáo hội vẫn đồng hóa chúng ta là những Kitô hữu với Đức Kitô. Thấy chúng ta sống thế nào thì họ nghĩ Đức Kitô là như vậy. Vì thế dù muốn hay không, cách sống của chúng ta cũng là một lời chứng về Đức Kitô. Làm chứng đúng hay sai, tốt hay xấu là trách nhiệm nặng nề của chúng ta. Chúng ta sống tốt thì người ta cho rằng đạo ta tốt và Chúa ta tốt. Như thế là chúng ta đã làm sáng danh Chúa Giêsu. Chúng ta sống lôi thôi thì người ta cho rằng đạo chúng ta là xấu và Chúa chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã làm ô danh đạo và nhục mạ Giêsu. Trách nhiệm nặng nề là như thế đó. Một con sâu làm sầu cả nồi canh. Ngoài ra Chúa Giêsu là một dấu chấm hỏi cho người thời Ngài, cho người của thời của Ngài. Mỗi người chúng ta cũng phải là một dấu chấm hỏi cho những người thời đại của chúng ta. Hôm nay chúng ta giữ đạo, chúng ta sống đạo giữa một lòng thế giới ngoại đạo, xem ra đời sống chúng ta có vẻ khác thường. Chúng ta không được phép ly dị, bỏ vợ bỏ chồng, còn người ta thì tự do. Chúng ta nghe chuông thì đi xem lễ đọc kinh, còn người ta thì cứ ngủ khò. Chúng ta không chủ trương lập dị, nhưng chúng ta không có quyền che giấu những nét đẹp độc đáo của niềm tin chúng ta. Mặt khác, chúng ta phải nhớ rằng biết Giêsu là ai không phải là điều tự nhiên mà có, cũng không phải là do tài năng của riêng chúng ta mà có, nhưng là chính do tình thương của Chúa cho những ai thành tâm thiện chí. Vua Herodê không được biết Giêsu là ai vì ông ta không thành tâm thiện chí. Tâm hồn ông ta đầy dục vọng
và chỉ muốn biết Giê-xu vì tò mò, lo âu mà thôi. Dân Do Thái xưa cũng vậy, không biết Giê-xu là ai, mặc dù Ngài đã sống giữa họ 33 năm, vì họ không thành tâm thiện chí, tâm trí họ đầy thành kiến và ganh tị, họ không biết Giê-xu là ai. Chính vì thế, để làm cho thế gian được biết Giê-xu là ai, tự sức chúng ta không thể làm lay chuyển lòng người được. Chúng ta còn phải cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn canh tân đổi mới toàn thể thế giới. Riêng phần chúng con, lời Chúa hôm nay nhắc chúng con qua những lần chúng con gặp Chúa trong thánh lễ và các bí tích. Qua những khi tìm hiểu lời Chúa trong tin mừng, con tưởng rằng là con hiểu Chúa rất nhiều, nhưng thực ra con chẳng hiểu Chúa bao nhiêu. Xin Chúa giúp chúng con biết gặp thấy Chúa đang hiện diện sống động trong cuộc đời chúng con, trong anh em chúng con, nhất là trong những người nghèo khổ bất hạnh. Amen. Anh chị em thân mến, trước những dấu lạ cũng như trước sự hiện diện của Chúa Giê-xu, tiểu vương Ê-rô-đê thắc mắc về Ngài. Ông ấy là ai? Ít ra Ê-rô-đê đang biết thắc mắc về Chúa Giê-xu. Một con người hung ác, một con người điên loạn đấy, mà còn biết thắc mắc về Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay trong đời sống đức tin của con người, vấn đề lớn nhất và nguy hiểm nhất đó là sự dửng dưng. Chúng ta không còn biết thắc mắc về Chúa nữa. Chúng con ta không còn thắc mắc về những biến cố, về những sự kiện, về những dấu chỉ, về sự hiện diện và tình thương của Chúa nữa. Không còn biết nói về Chúa, có Chúa mà sống như không có Chúa trong cuộc đời, có đạo mà sống như không có đạo. Vâng, rõ ràng là trong cuộc sống hôm nay có rất nhiều người không còn tha thiết đến Chúa, không còn tha thiết đến việc đạo. Đây là một tình trạng mà Chúa Giê-xu đã tiên liệu trước khi Ngài cảnh báo rằng nóng thì nóng hẳn, nguội thì nguội hẳn, đừng hâm hâm dở dở mà ta đẩy nó ra. Mỗi người chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta đang ở trong tình trạng nào, nóng hay nguội, hay chỉ hâm hâm, không nóng mà cũng chẳng nguội, mang tiếng là người có đạo mà lại không sống đạo. Thái độ dửng dưng đối với Chúa xem như càng ngày càng lan rộng. Đối với những người như thế, đạo chỉ còn là một hình thức bắt buộc, một nhu cầu của cuộc sống đi chăng nữa, thì cũng chỉ là thể hiện một cách qua loa ngoại lệ. Đi nhà thờ, phải đi bởi vì ngày Chủ nhật, không đi thì người khác nhắc nhở. Hay là về nhà thì không sống đạo, không sống bác ái. Giữa một xã hội bon chen ấy, làm cho khuôn vàn thước ngọc chúng ta đang có trong đời Kitô giáo gần như mất hết, không sống công bằng, không sống yêu thương. Chung quanh chúng ta người ta đang sống hận thù, báo chí, truyền thanh, truyền hình kể về những tội ác. Người Công giáo ở nhiều nơi cũng chẳng biết bao dung tha thứ. Chúng ta nói về lòng thương xót, thế mà đời sống của mình không hề đánh động người khác, bởi vì chúng ta không biết tử tế, không biết thân thiện với ai cả. Có một câu chuyện xảy ra. Trong một chương trình truyền hình buổi tối, phóng viên đang phỏng vấn một cô diễn viên diêm dúa. Chợt nhìn thấy trên cổ của cô có một sợi dây chuyền bằng vàng với một cây thánh giá thật đẹp. Người phóng viên chuyển đề tài hỏi cô: "Tôi thấy cô đeo thánh giá, chắc cô là người có đạo." Cô này tỏ ra bối rối vì đây là vấn đề mà cô không bao giờ nghĩ tới. Sau một chút do dự, cô trả lời: "Tôi không theo đạo nào cả." Người phóng viên này hỏi dồn: "Vậy thì tại sao cô lại đeo thánh giá ở trên người?" Cô lặng thinh, cúi đầu xuống một chút rồi nói: "Lúc còn nhỏ tôi có đạo, nhưng đó là chuyện ngày xưa rồi."
Có rất nhiều người ngày nay tuy không nói ra đời sống đạo của họ giống như cô gái ở trong câu chuyện. Coi chừng câu chuyện đạo chỉ là chuyện ngày xưa của ai đó trong chúng ta, vì mọi sinh hoạt đạo chỉ là một dư âm, chỉ là chuyện theo thói quen như một cô gái trang sức bằng cây thánh giá. Mà việc đạo chẳng có dư âm gì trong đời sống chúng ta. Chúng ta coi đấy là chuyện xưa rồi. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy coi chừng, đừng để mình giống như Herode, chỉ thích tìm gặp Chúa, chỉ mong tìm được phép lạ, chỉ mong tìm được một sự kỳ diệu nào, còn tin chắc gì đã tin. Tại sao vậy? Tại vì lương tâm của Herode đã chết rồi, tâm hồn của ông đã điếc đặc trước những tiếng gọi của lương tri và đạo đức. Ông trơ trẽn khoe Gioan Tẩy Giả chấm đã giết rồi, còn đây là ai? Chúng ta đừng sống như Herode, trơ trẽn với những tội ác của mình, với những sự dửng dưng khô khan của mình. Và cũng đừng sống hình thức bên ngoài như cô gái diêm dúa kia, bởi chúng ta có Chúa Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống dắt chúng ta đi. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thấy trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, khi quận vương Herode nghe biết những việc Chúa Giêsu thực hiện thì đã tìm cách gặp người. Những thông tin được nghe về Chúa Giêsu trước đó đã làm cho ông Herode phân vân. Ông chưa hề gặp Chúa Giêsu và tự nơi bản thân ông có những sự thắc mắc về Ngài. Thế nên ông đã tìm cách gặp gỡ Chúa Giêsu. Hẳn nhiên không ít người đương thời với Chúa Giêsu một khi được nghe về Ngài, về những gì Ngài nói và những việc Ngài làm, đã không khỏi thắc mắc và có lẽ sẽ tìm dịp để gặp Chúa. Trong những con người ấy, có những người tìm gặp Chúa vì sự tò mò, có kẻ vì ghen tương, nhưng cũng có những người muốn gặp được Chúa vì mong được tiếp cận, được lắng nghe những gì là chân thiện mỹ, hầu bản thân có thể được biến đổi. Đoạn trích tin mừng kể lại vua Herode khi ấy đã tìm cách gặp Chúa Giêsu vì hiếu kỳ, vì để thỏa sự nghi ngờ bấy lâu nay của ông. Nhưng ở nơi khác trong tin mừng, chúng ta lại bắt gặp thấy hình ảnh của ông Gia-kêu, một người cũng tiếng tăm trong xã hội, đã cố gắng tìm cách gặp Chúa, bởi con tim của ông đã rung động trước các sứ điệp và các việc làm mà ông đã nghe biết được về Chúa Giêsu. Ông Gia-kêu đã tìm cách gặp Ngài vì ông hiểu đó là hành động nên làm, và rồi ông đã được biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của mỗi tín hữu, chúng ta đã không ít lần được nghe, được học hỏi về Chúa Giêsu từ ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình hay từ các lớp giáo lý. Những kiến thức và những cảm nghiệm sống đạo của mỗi cá nhân cũng ít nhiều cho chúng ta cảm nếm về Chúa Giêsu. Mỗi chúng ta có kinh nghiệm rất riêng về Chúa Giêsu, và mỗi chúng ta luôn được gọi mời để trả lời cho câu hỏi luôn hiện diện trong đời sống đức tin của mình. Còn các con bảo thầy là ai? Quả vậy, Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta? Phải chăng Chúa là đấng xa lạ, và rồi chúng ta nhìn về Ngài với một lối nhìn đầy khoảng cách, kính nhi viễn chi? Hay phải chăng Chúa Giêsu là một vị thẩm phán đáng sợ? Hoặc phải chăng là Chúa Giêsu là đấng thi thố phép lạ, để rồi tôi chỉ chạy đến với Ngài vì những tò mò hiếu kỳ, hoặc để xin vài ơn cho nhu cầu riêng mình và cho gia đình mình? Trích đoạn tin mừng hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, một lần nữa giúp mỗi người chúng ta nhìn lại hành trình đức tin của mình.
Chúa Giê-xu có thực sự là đấng cứu thế của cuộc đời chúng ta hay không? Chúng ta có cảm thấy Ngài thật gần, hiện diện với chúng ta trong mọi sự kiện hàng ngày hay không? Chúa Giê-xu là ai? Tự trong sâu thẳm cõi lòng, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Chúng ta trả lời để chúng ta nhận biết, chúng ta biết và thân thiết với Chúa đến mức nào. Chúng ta trả lời để chúng ta biết chúng ta cần đến Chúa ra sao trong hành trình đức tin và làm chứng cho Ngài. Và chúng ta trả lời để chúng ta hiểu được rằng Ngài yêu thương chúng ta hơn những gì chúng ta có thể hiểu biết. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến với chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu chúng con lên khỏi vũng bùn tội lỗi và sự chết. Và chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chết cho chúng con được sống. Xin cho mỗi người chúng con luôn ghi khắc tình yêu cao trọng ấy. Võ hầu, chúng con luôn nhận ra Chúa trong những sự kiện và con người mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao duyên mãi thôi. Ai tình Chúa đủ chẳng vơi, con nào thâu lòng trời ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô vờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Ông này là ai?
mà ta nghe đồn những chuyện như thế. Và vua tìm cách gặp Đức Giê-xu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng ngày hôm nay kể lại cho chúng ta những gì mà vua Hê-rô-đê đã nghĩ về Đức Giê-xu. Những lời đồn của dân chúng về Đức Giê-xu và khát vọng của Hê-rô-đê muốn gặp Đức Giê-xu. Hê-rô-đê muốn gặp Đức Giê-xu không phải vì lòng khát khao muốn lắng nghe lời sự sống, không vì khát khao nơi tâm hồn đầy trống vắng của mình, cũng không phải vì mến mộ mà muốn gặp Đức Giê-xu. Ông muốn gặp Đức Giê-xu để giải tỏa những nghi nan nơi tâm hồn của mình. Bởi lẽ, khi thấy Đức Giê-xu rao giảng, khi nghe người ta kể lại những dấu lạ Đức Giê-xu thực hiện, và tâm hồn của ông lo lắng. Người ta bảo đó là Gioan trỗi dậy từ cõi chết, đó là ông Elia, ông Gioan thì Hê-rô-đê đã chém đầu. Vậy người đang giảng dạy, người đang làm phép lạ là ai? Để giải tỏa sự nghi nan nơi tâm hồn, Hê-rô-đê tìm cách gặp Chúa. Điều ông mong, ông cũng sẽ gặp sau này. Nhưng chớ trêu thay, cuộc gặp gỡ lại không đem lại sự biến đổi cho ông. Cuộc gặp gỡ lại càng làm cho tương quan của ông với Thiên Chúa trở nên chênh vênh và xa cách hơn nữa. Khi ông đứng vai trò thẩm phán, còn Đức Kitô trong cuộc vượt qua, Ngài đối diện với Hê-rô-đê trong vai trò của một tội nhân. Câu chuyện Hê-rô-đê muốn tìm gặp Đức Giê-xu như nhắc nhớ cho mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta có muốn tìm gặp Đức Giê-xu trong cuộc đời của mình hay không? Và đâu là động lực thúc đẩy chúng ta tìm gặp người? Hê-rô-đê muốn tìm gặp một Đức Giê-xu thể lý để giải tỏa những thắc mắc trong tâm hồn của ông. Mỗi chúng ta hôm nay được mời gọi để gặp một Đức Giê-xu của niềm tin hầu lấp đầy những khát vọng nơi tâm hồn của mình. Chúng ta được mời gọi gặp Đức Giê-xu để rồi trở thành môn đệ của Người, để rồi trở thành người loan báo Chúa Giê-xu cho muôn dân, để rồi trở thành một Giê-xu khác giữa lòng đời. Hê-rô-đê chỉ muốn tìm gặp Đức Giê-xu để mà giải tỏa những nghi nan hoàn toàn trên bình diện tâm lý, hoàn toàn ở khía cạnh con người. Còn mỗi chúng ta, động lực thúc đẩy để chúng ta tìm gặp Chúa phải là động lực của niềm tin, phải là động lực của lòng yêu mến. Để rồi khi gặp được Đức Giê-xu, chúng ta càng thêm yêu mến hơn nữa, càng thêm gắn bó hơn nữa, để chúng ta trở nên người loan báo Chúa cho anh chị em như chính danh xưng mà chúng ta đón nhận, danh xưng của một Kitô hữu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con được gặp Chúa. Cho con gặp Chúa qua lời hằng sống, cho con gặp Chúa qua mỗi thánh lễ, cho con được gặp Chúa qua anh chị em con, cho con được gặp Chúa qua những biến cố của đời sống. Và xin cho cuộc gặp gỡ đó làm cho chúng con mỗi ngày càng gắn bó và yêu mến Chúa hơn, hầu trở nên chứng tá cho Chúa trong cuộc đời này. Amen. Ánh mắt Ngài
con. Ôi ánh mắt Ngài hiểu rõ cõi lòng con. Ánh mắt của Ngài, ôi ánh mắt nhân từ, như vẫn ngóng chờ để ban ơn tha thứ, đưa bước con khỏi vùng lầy tội vương. Chúa muôn tình thương chưa tràn hơn đại dương. Xin cho con một lần được gặp Chúa, một lần thôi là đời con đổi mới. Chúa ơi, xin cho con một lần được gặp Chúa, một lần thôi là hạnh phúc suốt đời. Nếu có lần gặp Chúa trên trần gian, vẫn thấy tâm hồn lạc lõng thiếu bình an. Nếu đã gặp Ngài lòng không thấy biến đổi, mà không biến đổi là cuộc gặp đã rồi. Gặp gỡ Ngài chỉ nửa vời thôi, hỡi linh hồn tôi vẫn chưa được gặp Chúa. Xin cho con một lần được gặp Chúa, một lần thôi là đời con đổi mới. Một lần được gặp Chúa, một lần thôi là hạnh phúc suốt đời. Dõi theo đời con, ôi ánh mắt Ngài u ấm suốt đời con. Ánh mắt của Ngài ruồi rong khắp nẻo đường, mong ước kiếm tìm những ai tội lỗi, như cái nhìn tận hồn Phêrô khóc than nào vơi, biết quay về từ hồi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta những danh xưng mà người ta dùng để nghĩ về Chúa Giêsu. Chưa ai có thể gọi đúng tên người, chưa ai có thể tuyên xưng người là Đức Chúa, mà người ta chỉ có thể mơ hồ dùng những danh xưng quen thuộc để diễn tả về người. Có kẻ cho rằng người là ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào đó. Gần hơn cả, có người cho rằng Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả. 2000 năm lịch sử trôi qua, những vấn nạn mà con người thời xưa đặt ra, những danh xưng người ta dùng để diễn tả về Đức Giêsu thì ngày hôm nay vẫn còn nguyên đó. Biết bao người chưa biết Đức Giêsu là ai, chưa thể tuyên xưng danh thánh của người, và rồi người ta có thể khoác cho người đủ thứ màu áo, đủ thứ cung cách khác nhau. Người ta quan niệm Đức Giêsu như một siêu sao điện ảnh, người ta quan niệm Đức Giêsu như một người hùng, hay có khi quan niệm Đức Giêsu như một siêu nhân. Phải chăng đó là Đức Giêsu mà người muốn bày tỏ cho chúng ta? Chắc chắn không bao giờ là như thế. Hãy trả lại cho chúng ta một Đức Giêsu của niềm tin, Đức Giêsu của lịch sử,
Đức Giêsu Nazareth. Đức Giêsu đã chết và sống lại. Đức Giêsu là đấng muôn dân trông đợi. Tiểu vương Herode có thể không biết Đức Giêsu là ai và tìm cách gặp người. Còn chúng ta, những người mang danh là Kitô hữu, chúng ta không thể không biết Đức Giêsu, bởi vì chúng ta đã được dìm vào trong cái chết của người nơi phép rửa và đã được trỗi dậy để sống sự phục sinh của người. Chúng ta đã được người nuôi dưỡng bằng lời hằng sống, được người bẻ tấm bánh thánh thể để trao ban mỗi ngày, được người ban ơn tha thứ qua bí tích hòa giải, được người đỡ nâng khi chúng ta gặp gỡ trong đời sống cầu nguyện. Không thể một Kitô hữu nói rằng tôi không biết Chúa. Không thể chúng ta mượn những danh xưng quen thuộc để sánh ví với người. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự chất vấn nội tâm mình. Đối với tôi, Đức Giêsu là ai? Người có thực sự là Thiên Chúa của lòng tôi, thực sự là đấng cứu độ tôi đợi chờ, hay người là một đấng nào khác? Tôi có thực sự yêu mến, tôn thờ một Đức Giêsu của lịch sử, Đức Giêsu Kinh Thánh trình bày cho tôi, hay tôi đã tự tạo ra một Đức Giêsu cho riêng mình như một thứ thần tượng, để rồi Đức Giêsu ấy không có khả năng cứu độ bản thân tôi? Xin cho mỗi chúng ta sống niềm tin một cách chân chính theo giáo huấn của Chúa như Tin Mừng dạy, để chúng ta được gặp gỡ chính Đức Kitô, nguồn sự sống, đấng cứu độ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống của chúng con trở thành lời tuyên xưng Chúa là cứu Chúa của mình. Xin cho con được gặp được Chúa trong đời sống của con, trong những việc con làm, trong những lời con nói, trong những mối tương quan với tha nhân, để chính Chúa hướng dẫn đời sống của chúng con và chính Chúa soi sáng hầu chúng con có khả năng diễn tả Chúa cho anh chị em mình. Amen. Chuyện tình Giêsu tôi đã được nghe từ trong những câu kinh bên mẹ. Giêsu này tôi hạnh phúc, chuyện tình Giêsu mùa xuân mới thắp tới cho đời, chuyện tình Giêsu câu chuyện tình của mỗi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện với tựa đề Giáng chết cho Đức Kitô được thuật lại như sau. Ngày quân đội Liên Xô tràn vào chiếm thủ đô Hungary, một viên sĩ quan trẻ dáng vẻ hung hãn, đầy tự đắc của kẻ chiến thắng đã đến gặp vị mục sư. Viên sĩ quan chỉ cây thánh giá treo trên tường và nói: "Ông biết không, cái đó là sự dối trá do các mục sư bày ra để làm mê hoặc đám dân nghèo, giúp cho những kẻ giàu dễ dàng kìm hãm họ trong cảnh ngu dốt. Bây giờ chỉ có ông với tôi, ông hãy thú nhận với tôi rằng ông không hề bao giờ tin ông Giêsu là con Thiên Chúa." Vị mục sư cười và trả lời: "Ông bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật." Viên sĩ quan quát lớn: "Ông đừng có lừa dối tôi, cũng đừng giễu cợt tôi." Nói thế rồi, anh ta rút súng và chĩa vào vị mục sư và hăm dọa.
Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là sự dối trá thì tôi bắn ông. Vị mục sư điềm tĩnh trả lời: Tôi không thể nói như vậy, vì không đúng. Đức Giêsu thật sự là con Thiên Chúa. Nghe thế, viên sĩ quan liền vất khẩu súng xuống sàn nhà, chạy lại ôm chầm lấy vị mục sư. Anh ta vừa khóc vừa nói: đúng thế, tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi không thể tin rằng có người dám chết vì đức tin. Cho tới khi chính tôi khám phá ra điều này, tôi xin cảm ơn Ngài. Ngài đã củng cố lòng tin của tôi. Ngài đã chứng minh cho tôi thấy rằng vẫn có người dám chết cho Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng vị mục sư với lòng can đảm dám làm chứng cho niềm tin của mình đã khuất phục được sự cứng lòng tin của viên sĩ quan trẻ, dáng vẻ hung hãn, đầy tự đắc của kẻ chiến thắng kia. Cuối cùng, anh đã phải thốt lên: đúng thế, tôi cũng tin như vậy. Nghĩa là anh đã tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy những dư luận về Chúa Giêsu. Kẻ thì nói người là ông Gioan Tẩy Giả sống lại, kẻ khác thì nói đó là Elia hiện ra, còn kẻ khác nữa thì nói đó là một tiên tri thời xưa sống lại. Phản ứng của Herode trước những dư luận đó là ông hơi sợ và phân vân. Vì thế ông tìm cách gặp Chúa Giêsu để xem người là ai. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có nhiều dư luận về Chúa Giêsu và các tông đồ đã đi khắp nơi để làm chứng cho người ta hiểu đúng Chúa Giêsu thực sự là ai bằng chính đời sống gương mẫu và lời giảng hùng hồn của họ. Thậm chí họ dùng cả chính mạng sống mình để làm chứng cho người. Ngày nay người ngoài giáo hội vẫn đồng hóa Kitô hữu với Đức Kitô. Thấy Kitô hữu thế nào thì họ nghĩ Đức Kitô thế ấy. Vì thế, dù muốn hay không, cách sống của Kitô hữu cũng là một lời chứng về Đức Kitô. Làm chứng đúng hay sai, tốt hay xấu là trách nhiệm nặng nề của chúng ta. Ước gì mỗi người hăng hái giới thiệu Chúa cho mọi người bằng một đời sống thánh thiện và gương mẫu trong lời nói lẫn trong hành động, hầu mọi người có thể nhận ra Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa, đấng đã đến thế gian chịu khổ nạn, chết đi vì tội lỗi con người và đã sống lại. Những ai tin vào người sẽ được ơn cứu độ. Amen. Chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tin mừng. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng người được sống yêu thương. Xin cho con là mối mến, ước muôn lòng
người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui và tình ngài con gieo vang ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng, hân hoan cùng đi với Chúa sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối, và lạy ngài con xin vâng con nay xin đến chứng nhân gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương, xin cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc mang sứ điệp hồng ân an vui. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay chỉ gói gọn trong ba câu kể lại một số dư luận về Chúa Giêsu. Điều này đã khiến vua Herode phân vân và bối rối. Vậy đâu là trọng tâm của tin mừng hôm nay? Có lẽ câu cuối cùng, và vua tìm cách gặp người, có thể dẫn chúng ta đến thông điệp của tin mừng hôm nay mà chúng ta đang tìm kiếm. Một nhân vật khác là Gia-kêu, người thu thuế của thành Jericho, cũng đã cố gắng tìm cách gặp cho kỳ được Chúa Giêsu. Dường như ông Gia-kêu muốn làm bạn với Chúa Giêsu, vì ông nghe nói Chúa Giêsu thường làm bạn với những người thu thuế. Ông cũng muốn Ngài nói cho ông biết con đường trở về với Thiên Chúa. Khi gặp được Chúa Giêsu, ông Gia-kêu đã trải qua một cuộc biến đổi sâu sắc. Ngược lại, vua Herode muốn gặp Chúa Giêsu chỉ vì tính hiếu kỳ, và sự hiếu kỳ của ông đã không dẫn ông đến đức tin như ông Nathanael và ông Nicodemo. Vua Herode không quan tâm đến Chúa Giêsu có phải là một vị ngôn sứ thực sự hay không, hoặc thậm chí có thể là đấng thiên sai. Sau này khi có dịp được gặp Chúa Giêsu, tin mừng kể lại ông ta rất vui mừng. Ông ta vui mừng về điều gì? Liệu ông ta có vui vì ơn tha thứ tội lỗi không, trong khi ông ta lại đang sống trái luân thường với vợ của anh trai mình? Hay ông ta muốn biết điều kiện gì để được vào vương quốc Thiên Chúa? Đó không phải là những điều làm vua Herode vui mừng. Ông ta chỉ khao khát được thấy Chúa Giêsu thực hiện một số phép lạ. Không giống như ông Gia-kêu, Nathanael và Nicodemo, vua Herode không tìm kiếm nước Thiên Chúa. Cái mà ông ta tìm kiếm là những phép lạ của Chúa Giêsu để giải trí. Một số người, bao gồm cả các Kitô hữu, dường như cũng có thái độ như vua Herode. Họ quan tâm đến Chúa Giêsu chỉ vì tò mò hoặc a dua với đám đông. Họ chỉ đến nhà thờ khi có sự kiện gì đó có tính cách lễ hội mà thôi. Còn sống lời Chúa và những gì giáo hội dạy thì họ không quan tâm. Tuy nhiên, cũng có những người chân thành muốn tìm gặp Chúa Giêsu, nhưng họ không biết cách tìm đến với Ngài. Về phần chúng ta, mối quan tâm của chúng ta đối với Chúa Giêsu như thế nào? Nông cạn hay sâu sắc? Khao khát hiểu biết hay chỉ vì tò mò?
chúng ta có tìm kiếm và chân nhận Chúa Giêsu là Cứu Chúa, là Con Thiên Chúa hay không? Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với đời sống chúng ta? Chúng ta có thực sự tin vào Chúa Giêsu không? Ngài không chỉ là Chúa phục sinh ở trên trời, mà còn ở trong bí tích Thánh Thể, trong Tin Mừng, trong Giáo Hội và trong mỗi người. Chúng ta sẽ trả lời thế nào nếu một người không phải là Kitô hữu hỏi chúng ta: Chúa Giêsu là ai vậy? Và tôi đã nghe người ta nói nhiều về Ngài. Là Kitô hữu, nhiệm vụ của chúng ta là giới thiệu Chúa Giêsu cho tất cả mọi người và giúp họ nhận biết chân lý về Chúa Giêsu cách bình an. Để làm điều này, chúng ta phải biết rõ về Chúa Giêsu, về chính chúng ta. Chúng ta cần hiểu biết về Chúa Giêsu nhiều hơn để chúng ta có thể nói về Ngài cho những người khác. Câu hỏi của vua Herode, ông này là ai, là một câu hỏi hữu ích cho tất cả chúng ta. Đó là một câu hỏi khiến chúng ta phải tìm kiếm Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải tiếp tục tìm kiếm Chúa Giêsu theo quan điểm của Ngài, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể biết Ngài đầy đủ trong cuộc đời này. Như Thánh Phaolô nói, bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Tất cả chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm Chúa, để hiểu biết Ngài rõ ràng hơn, để yêu mến Ngài nhiều hơn, và theo Ngài gần gũi hơn. Lạy Chúa Giêsu, thắc mắc đôi khi là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến đức tin. Những câu hỏi phát sinh từ đó có thể mở ra đức tin cho người chưa biết Chúa, hoặc dẫn đến một đức tin sâu sắc hơn cho những người đã có đức tin. Xin cho chúng con luôn đơn sơ, chân thành và khiêm tốn để đón nhận ân sủng đức tin của Chúa, hầu có thể hiểu biết Chúa rõ ràng hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và mỗi ngày bước tới Chúa gần hơn. Amen. Con tìm Chúa suối nguồn yêu thương, khi trần thế khổ sâu thế lương. Con xin Chúa thương những ngày con sống có nguy sầu vương. Con tìm đến Chúa trời cao sang, khi trời tối bóng chiều hoang mang. Chúng con cần đến Chúa, Chúa biết chúng con thờ kính Chúa, Chúa biết chúng con tìm kiếm Chúa, Chúa biết chúng con yêu mến Chúa. Đến Chúa tìm từng ngày thông thôi, với Chúa sẽ không còn bóng tối. Kính Chúa tình ta tung trên môi, có Chúa cũng vinh cho cuộc đời. Con tìm Chúa, Chúa ở nơi đâu, khi thù oán khổ sâu thương đau. Con tin Chúa đưa con về cõi sống thoát nơi vực sâu. Con tìm đến Chúa nguồn an vui, khi đời quá phũ phàng đơn côi. Con xin Chúa thương ban nhiều ân thánh vung thiêng cho đời.
tìm kiếm Ngài trong lặng lẽ của cõi đời chia ly. Xin cho con giây phút tìm chân lý ân tình Ngài ấp ủ chẳng hề phai. Giêsu ơi, con đi tìm kiếm Ngài. Chiều buông xuống, âm thầm giọt lệ rơi. Khi lòng đau và quả tim băng giá, con cầu sưởi ấm một tình yêu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 7 đến câu 9. Khi ấy, quận vương Herode nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại. Còn kẻ khác lại nói, ông Elia đã hiện ra. Kẻ khác nữa nói rằng, một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói, ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn trình thuật của Thánh Luca hôm nay, khi quận vương Herode nghe biết những việc Chúa Giêsu thực hiện thì đã tìm cách gặp người. Những thông tin được nghe về Chúa Giêsu trước đó đã làm cho Herode phân vân. Ông chưa hề gặp Chúa Giêsu và tự nơi ông có những sự thắc mắc về Ngài. Thế nên, ông đã tìm gặp Chúa Giêsu. Hẳn nhiên, không ít người đương thời với Chúa Giêsu, một khi được nghe về Ngài, về những gì Ngài nói và về những việc Ngài làm, đã không khỏi thắc mắc và tìm cách gặp Chúa. Trong những con người ấy, có những người tìm gặp Chúa vì tò mò, có kẻ vì ghen tương, nhưng cũng có nhiều người muốn gặp được Chúa vì mong được biến đổi. Ở đây, chúng ta thấy một quận vương Herode tìm cách gặp Chúa Giêsu vì hiếu kỳ, vì để thỏa sự nghi ngờ bấy lâu. Nhưng ở nơi khác, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh Gia-kêu đã tìm cách gặp Chúa bởi con tim ông đã rung động. Ông tìm gặp Ngài vì ông hiểu đó là hành động ông nên làm. Cho đến hôm nay, chúng ta đã không ít lần được nghe về Chúa Giêsu. Bởi từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ, chúng ta đã được học biết về Chúa và nhận biết đường lối của Ngài. Mỗi chúng ta có kinh nghiệm rất riêng về Chúa Giêsu và mỗi chúng ta được mời gọi trả lời cho câu hỏi: "Còn các con bảo thầy là ai?" Thầy là ai? Phải chăng Thầy là đấng xa lạ? Và rồi chúng ta nhìn về Ngài với một lối nhìn đầy khoảng cách. Hay phải chăng Thầy là một vị thẩm phán đáng sợ? Thế rồi chúng con phải chạy trốn hoặc biện minh trước Ngài. Hoặc phải chăng Thầy là đấng thi thố phép lạ? Thế rồi tôi chỉ chạy đến với Ngài vì những tò mò và hiếu kỳ rất riêng. Ngài là ai mà sao chúng ta nhận thấy Ngài thật gần? Ngài là ai mà sao Ngài vẫn hiện diện đó, ngay bên chúng ta và vì chúng ta? Chỉ trong Ngài và nhờ Ngài, chúng ta sẽ tìm gặp và hiểu được Ngài. Hay chỉ khi thiết thân đủ với Ngài, chúng ta mới dễ dàng gặp gỡ cũng như nhận biết Ngài. Chúa Giêsu là ai? Từ trong sâu thẳm cõi lòng, chúng ta sẽ trả lời.
chúng ta trả lời để chúng ta nhận biết chúng ta thân thiết với Chúa đến mức nào. Chúng ta trả lời để chúng ta biết chúng ta cần đến Chúa dường bao. Chúng ta trả lời để chúng ta hiểu Ngài yêu chúng ta hơn những gì chúng ta có thể hiểu. Và cho dù đi đến tận cuối chân trời, góc biển, cũng không tìm được một ai yêu chúng ta bằng Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến với con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con lên khỏi vũng bùn tội lỗi và sự chết. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết cho con được sống. Chúa ơi, tình yêu Ngài dành cho con thật lớn lao. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ghi khắc tình yêu Ngài và xin thương thổi vào hồn con ngọn lửa yêu mến Ngài. Ngõ hầu, con được say mê tìm gặp Chúa và mau mắn đi theo Ngài trên con đường Ngài đã đi qua. Giêsu ơi, con đi tìm kiếm Ngài trong cuộc sống phủ kín ngàn gian nguy. Con băn khoăn thao thức tìm thiên ý. Chúa ở cùng suốt đời chẳng sợ chi. Giêsu ơi, con đi tìm kiếm Ngài. Tình yêu Chúa muôn đời chẳng chuyện lạ. Tội